Vâng, chào tất cả mọi người. Cửa hàng Đồng Lợi bên em lại về chiếc xe pick up đời 2015 Ford Wildtrak, Ford Ranger bản Wildtrak 3.2 hai cầu số tự động màu trắng đời 2015. Đây, để em quay phần ngoại thất cho mọi người xem. Xe còn rất chi là mới, đồng sơn rất căng. Wildtrak 3.2 hai cầu số tự động đời 2015. Xe đã được trang bị lắp thùng rồi nha, lắp thùng cuộn. Nguyên vai là lắp thùng cuộn. Xe đồng sơn rất là căng và mới. Quay phần nội thất cho mọi người xem. Rất mới. Đắp lô đây. Không có gì ở bàn cả. Trần pháo sạch sẽ. Không biết bẩn gì cả. Xe rất chi là mới và đẹp. Ford Ranger bản Wildtrak 3.2 hai cầu số tự động đời 2015, rất mới và đẹp, không có gì phải nghĩ cả. Thương hiệu Ford này không có gì để bàn cả. Đây. Rất chi là mới và đẹp. Xe cũng vừa về thôi, bây giờ nó cũng là cũng hơi trưa rồi. Để em xem, tranh thủ quay lên luôn cho mọi người xem. Để em quay phần động cơ cho mọi người xem. Ai quan tâm thì mời đến cửa hàng bên em số 79 Phạm Hùng để xem xe nhé. Xe này không có gì để mà suy nghĩ cả. Không có đâm đụng hay ngấm nước gì cả. Đây, máy móc nguyên bản. Zin từ ngọn ốc, ốc 7 màu còn nguyên. Đấy. Quay nhanh cho mọi người xem. Đó này là xe thì bên em cam kết cho mọi người về chất lượng rồi. Không phải suy nghĩ gì cả. Máy móc nguyên bản. Cột kèo Zin, không phải suy nghĩ gì cả. Tất cả các chi tiết. Đấy. Rất chỉ là mới. Và nguyên bản. Ford Ranger 2015 bản 3.2 hai cầu số tự động. Lật chân. Giá thì em để phía dưới nhé mọi người nhé. Mời mọi người đến cửa hàng bên em số 79 của mình để xem xe trực tiếp nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. À, mọi người nhớ đăng ký kênh để tìm cho những chiếc xe mà hợp ý mình nhất nhá. Xe cứ về là bên em sẽ cho lên thì nó sẽ gửi tin nhắn báo cho mọi người luôn. Nói chung ai những ai mà quan tâm những xe đẹp thì mời đến cửa hàng bên em. Với cửa hàng bên em thì nói không với những xe mà đâm đụng tai nạn, không có đâm đụng ngập nước gì cả, cam kết cho mọi người luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nhé.